quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến diễn ra vào sáng nay 14 tháng 12 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh, có bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng có thể gọi đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử vì đây là lần đầu tiên do bộ chính trị ban bí thư trực tiếp chỉ đạo hội nghị đối ngoại toàn quốc để bàn về công tác đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những tư tưởng triết lý vượt thời đại của cha ông ta, mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị về tư tưởng quan điểm đối ngoại. Đó là nước ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây trời Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam để góp phần xứng đáng cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gợi mở nhấn mạnh những nội dung trọng tâm đối với công tác đối ngoại thời gian tới trong đó tổng bí thư yêu cầu cần tiếp tục thường xuyên theo dõi nghiên cứu nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời có giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại tổng bí thư nhấn mạnh vì những diễn biến chính trị nhanh chóng phức tạp trên thế giới thời gian qua có rất nhiều vấn đề vượt ra ngoài dự báo thông thường nếu không nắm bắt đúng tình hình thì không thể theo kịp sự phát triển của thực tiễn bên cạnh đó tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng vì lợi ích quốc gia dân tộc tổng bí thư cũng chỉ đạo trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thịnh vượng thì một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì bình tĩnh sáng suốt khôn khéo, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền, lãnh thổ. Cùng với đó, cần phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để chủ động, tích cực tham gia đóng góp xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, nâng tầm công tác đối ngoại đa phương, cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng với các nước. Mặt khác, hết sức coi trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trước đó ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã trình bày báo cáo về thành tựu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại theo nghị quyết đại hội 13 của đảng